Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học công tác tuyên giáo của Đảng, 90 năm chặng đường vẻ vang, thành tựu và tầm nhìn. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban tuyên giáo qua các thời kỳ, các bộ ban ngành Trung ương cùng các đại biểu là những chuyên gia khoa học nghiên cứu về xây dựng Đảng, tuyên giáo. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, những đóng góp toàn diện của công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới, xây dựng cương lĩnh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể khoáng trắng, phó mặc cho cơ quan tuyên giáo các cấp, mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, khi thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn của toàn ngành tuyên giáo, để từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.